Tại sao nói The Maze là vũ khí mạnh nhất trong Minecraft? Xuất hiện lần đầu tại phiên bản thử nghiệm 24W11A, The Maze hay cái chùy được chế tạo ra từ que của Breeze kết hợp cùng với một item mới mang tên là The Heavy Core. Nghe qua cái tên của nó thì thấy khá nặng, tuy nhiên nó lại có sức sát thương cùng với tốc độ ra chiêu nhanh ngang với một cái kiếm Diamond. Vũ khí này có sở hữu một cơ chế cực kỳ đặc biệt. Thì bạn thấy đấy, để phát huy hết sức mạnh của The Maze thì người chơi sẽ cần phải đứng ở vị trí cao, sau đó thì để thả tự do. Và cứ với mỗi block mà chúng ta rơi xuống, cái chùy sẽ được cộng thêm 3,5 máu cho mỗi pha ra chiêu chính xác. Điều này có nghĩa là các bạn sẽ chỉ cần rơi xuống khoảng từ 57 block để có thể hạ gục được con rồng Ender, 85 block để có thể hạ gục được con boss Wither và khoảng 140 block để có thể one shot được con Warden. Đúng là nói không ngoa khi nhận định rằng The Maze chính là vũ khí lỗi và mạnh nhất trong toàn bộ lịch sử của Minecraft. Hãy nhớ là đừng có chấm trượt đó nha.